Kính thưa quý vị, nam tài tử điện ảnh đầy những cá tính nổi bật Kumar Palana vừa mới qua đời tại Los Angeles. Tin từ Los Angeles, Hoa Kỳ, nam tài tử Hollywood Kumar Palana có nguồn gốc sinh quán tại Ấn Độ đã qua đời ở tuổi 94. Cá tính đặc biệt từ chính bản thân đã tạo thế đứng trong kỹ nghệ điện ảnh Hoa Kỳ. Palana thường xuất hiện trong hàng loạt cuốn phim do công ty Wes Anderson thực hiện. Giới hâm mộ điện ảnh đều biết đến nam tài tử Kumar Palana qua những cuốn phim nổi tiếng như The Royal Tenenbaums hoặc The Terminal. Trên trang mạng Facebook của người con trai đưa bản tin về cái chết của người cha, nam tài tử Palana thường làm việc tại các phòng tập thể dục, huấn luyện chạy bộ và một ca sĩ trong thời gian đầu định cư tại Hoa Kỳ vào năm 1946. Palana mở studio luyện tập yoga và tiệm cà phê tại thành phố Dallas. Cuốn phim đầu tay Palana hợp tác với công ty Wes Anderson vào năm 1996 với tựa đề Bottle Rocket, và sau cuốn phim đầu tay cá tính nổi bật đặc biệt đã đưa tên tuổi tài tử Kumar Palana nổi danh trong làng điện ảnh Hollywood.